Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Ba Du Kỳ Năm. Mình là Minh Trí. Chiến trường là nơi tôn vinh những anh hùng, nhưng có không ít những kẻ tiểu nhân vừa đánh vừa tày hoặc là lén lút đứt lùm. Chúng ta sẽ đến với một video giới thiệu một trận đấu có một tình huống cực kỳ hài hước khi những binh lính của Yu trở nên hèn nhát và không muốn chiến đấu. Đây là một bài dùng nghi thức tế lệ hiện tế quái đối phương để tiêu hồi quái phái ta. Một bài rất khó chịu. Như vậy là Mai Văn Thai đã dùng con bài phù thủy đen để đuổi con bài tiên tri hư vô. Sau khi con bài tiên tri hư vô chết, nó sẽ dùng kỹ năng đặc biệt của nó để phá đi tất cả quái nhân sân đối phương. Với sức mạnh của những con bài thiên sứ thì bây giờ Yu đang phản công cho các bạn có cực kỳ nhiều lợi thế. Vậy con hai con bài là một con bài là 2-8 mất tích, còn một con bài là 2-9 mất tích. Đây là tình huống hai ước chuẩn bị bắt đầu nhá. Nếu như tình huống này một chiến binh thật sự nó ra chiến trường mà giữ vững thế trận thì không sao. Nhưng khổ nổi, đây là những chiến binh hèn nhát, nó không muốn đứng lại làm bị chặn trên chiến trường. Một là ông già nhà Gang. Đây là một càng có vẻ không dự nhưng cũng nhà Gang không kém. Tại không chạy, không chặn đứng lại chiến trường. Như vậy là một trường thua rất oán ức của Yu khi hai chiến binh của mình đã gọi là nhạc can không chặn chiến đấu. Thật cay đắng đó các bạn khi những chiến binh nó bỏ chạy, bỏ mặc nữ chủ nhân xinh đẹp Yu trên chiến trường và cô ta đang phải đầu hàng. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu giới thiệu một tình huống rất hài hước khi những binh lính nó trở nên hèn nhát và không muốn chiến đấu. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình.